Chào mọi người, lại là mình đây, nhà tư nội trợ. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm kênh. Hôm nay mình sẽ mang đến cho mọi người một cái chủ đề cũng rất quan trọng đối với cả trader ngắn hạn hay là với những em nào hold coin dài hạn. Và mình nghĩ là những em nào hold coin dạo này mình ít có những cái thông tin nào thú vị bổ ích cho anh em. Thì đây là một clip dành cho mọi người. Hôm nay mình sẽ nói đến chủ đề rằng là các đồng stablecoin hay là đồng ổn định đấy. Những cái đồng mà có giá trị luôn luôn là bằng 1 đô ấy, và cái sự liên quan đến thị trường, liên quan đến việc anh em có thể mua hoặc bán, hoặc là những cái ảnh hưởng đến hướng đi dài hạn của thị trường crypto. Đầu tiên là mình sẽ dành cái một ít thời gian nói về đồng ổn định là gì. Hiện tại đồng ổn định mà chúng ta hay nói đến nhiều nhất chính là đồng Tether USDT ấy. Và chúng mọi người cũng thể nghe đến là đồng USDC, đồng BUSD hay đồng DAI, một ít thì có thể nói đến đồng TUSD cũng được, hoặc là đồng FAST, HUSD. Tóm lại là những cái đồng mà mọi người cứ nhớ rằng là nó giá trị luôn bằng 1 đô thì mình gọi là đồng ổn định. Tuy nhiên nhá, chúng ta sẽ phải làm rõ một chút, những cái đồng ổn định này chỉ có uy tín ở một số công ty lớn thôi. Còn mình biết là hiện tại có một số những cái nền tảng như là Solana hay là những cái nền tảng nhỏ hơn ấy, họ cũng có những cái đồng ổn định riêng trên nền tảng của họ. Thì với cá nhân mình không nắm được rõ lắm đâu về cái sự chính xác và của cái những cái thông số của những cái gọi là những cái market cap của những cái đồng này. Không biết là liệu nó có cái vấn đề gì không hay là tổ chức nào phát hành. Còn những cái đồng mà đồng lớn như mình vừa nói USDT, USDC hay BUSD ấy, thì hiện tại là nó đều được phát hành bởi những công ty lớn. Ví dụ như là USDC thì liên quan đến Coinbase, công ty lên sàn chứng khoán của Mỹ này. BUSD là của Binance chẳng hạn. Thì những cái công ty lớn này chúng ta có thể một phần nào đó tin tưởng vào cái dữ liệu của họ. Và tại sao mình cứ phải nói đi lại với câu chuyện tin tưởng ạ? Cái đồng ổn định này nó có cái giá trị của nó bởi vì hiện tại trên lý thuyết thôi nhá, rằng là cứ 1 đô tài sản ở ngoài được lưu trữ ở trong một cái quỹ của công ty phát hành thì sẽ có 1 đô họ được in ra. Tuy nhiên rằng là hiện tại mình biết rằng là không chỉ có tài sản là đô la mà các công ty nó đã chấp nhận sử dụng cả tài sản tương đương và có giá trị để in ra tiền của họ. Hãy cứ lấy tưởng tượng là có một cái quỹ rất là lớn, họ mang đấy họ ký quỹ rằng là bao nhiêu cổ phiếu đó, 100.000 cổ phiếu của công ty họ hay của một công ty hay của trái phiếu chính phủ chẳng hạn. Tất nhiên là những cái đấy nó sẽ có một cái giá trị ở thời điểm đó. Và hoặc là bất động sản, một cái bất động sản nào có giá trị, một tòa nhà chục triệu đô, trăm triệu đô gì đó chẳng hạn, và dùng những cái hợp đồng ký quỹ với công ty Tether chẳng hạn, và Tether nó sẽ in ra một cái lượng USDT tương đương và gửi vào cho các cái tổ chức đến làm cái việc đó. Cho nên rằng là ngày xưa thì rất là nhiều lần USDT nó bị nói rằng là in khống, hoặc là làm gì có đủ cái số tiền như thế để mà in ra số USDT nhiều như vậy. Hoặc là nói về cái vấn đề rằng là in ra trước, sau đó đem thanh khoản, sau đó mới đem ra đốt, sau đó lại mua tài sản bên ngoài để đối ứng vào. Thì là nó giống như là nó sẽ tạo thành một cái bong bóng tương đối lớn. Tuy nhiên mọi người biết rồi đúng không ạ? USDT thì nằm bị kiện một cái gần đây là bởi chính phủ Mỹ, nhưng mà ở cái bang New York. Và kiện xong thì hiện tại sau một quá trình, bạn biết rồi, Mỹ thì nó điều tra nó không thể nào mà hời hợt được, và đã ra một tuyên bố rằng là không có bằng chứng chứng minh được rằng là công ty Tether là làm cái việc in không đó. Và hai bên thì đã có một cái thống nhất rằng là, nếu mình nhớ không nhầm, là 3 tháng một lần thì công ty Tether phải đưa ra những cái giấy tờ, những cái chứng minh được rằng là trong cái quá trình 3 tháng vừa rồi, cái số lượng đồng nó họ in ra có tài sản đối ứng. Nói dài như vậy để cho mọi người hiểu rằng là tại sao cái USDT nó, cái đồng stablecoin nó rất là có giá trị ở trong cái thị trường này. Mình sẽ nói một chút liên quan đến cái market cap tổng thị trường ở một clip khác. Hôm nay mình chỉ muốn nói đến phần riêng là phần stablecoin thôi. Chúng ta đang nói đến rằng là thị trường này thật sự nó có giá trị khi mà có người thật sự bỏ tiền vào mua, bỏ những tài sản có giá trị vào, biến từ bên ngoài thành tiền điện tử. Và đó mới là những cái giá trị thật, những cái giá trị mà những người chơi, những cá mập, những người nhỏ hay là bất kỳ ai thật sự là bỏ tiền vào đây thì thị trường này mới có giá trị. Chứ không phải là một dự án ảo, một dự án khống
hay là những cái đồng coin mà nó sẽ có cái market cap cực kỳ lớn nhưng nó bị thổi rất là nhanh lên thì nó biến thành cái market cap của nó lớn. Nhưng mà thực tế ra thì số tiền mà nó bỏ vào dự án đó thì không được có bao nhiêu cả. Thì cái stablecoin này là một cái chỉ báo rất là mạnh cho cái sự phát triển của thị trường và cho cái sự bền vững, sự cái vững chắc của cái thị trường điện tử. Mình luôn luôn mình hay phân tích cái số đồng ổn định được đưa lên và được in ra và các thứ để mình đánh giá rằng là thị trường nó sẽ lên hay là nó xuống. Hãy tưởng tượng như này ạ. Một công ty rất lớn, một quỹ rất lớn từ bên ngoài. Họ đem 1 tỷ đô tài sản bên ngoài, tài sản có giá trị thật sự. Họ đổi thành 1 tỷ đô USDT. Thì tất nhiên mong muốn của họ là sẽ đem 1 tỷ đô đồng ổn định đó đi lên trên sàn mua thu gom các đồng coin. Có thể là Bitcoin, ETH hoặc là bất kỳ một đồng coin nào. Và mọi người biết rồi ạ, các quỹ họ bỏ tiền và họ mua thì họ chỉ mong muốn rằng là cái giá của thị trường nó sẽ đi lên để họ bán ra và có lãi. Cho nên là với cái việc suy nghĩ như thế thì cái lượng đồng ổn định càng lớn, càng được in ra nhiều, càng được bơm tiền vào tới thị trường tiền điện tử này nhiều thì nó càng thể hiện rằng là cái quá trình tăng giá của những cái của cả thị trường là nó sẽ vẫn còn đang tiếp tục. Còn nếu như khi nào mà những quỹ lớn họ thấy rằng là tiền điện tử nó có một cái vấn đề gì đó, mình cứ nói rất nhiều vấn đề, mình sẽ ví dụ như là ở Trung Quốc vừa rồi nó cấm đào luôn này, nó cấm các quỹ đầu tư này, thì chắc chắn là khi đó là các quỹ ở Trung Quốc nó sẽ phải bắt buộc thanh khoản ngược ra, rút tiền ra khỏi điện tử và rút về thật. Và mình nghĩ là một trong những lý do mà Trung Quốc nó đang cấm rất là mạnh cái điện tử cũng là lý do như vậy. Nó đang thấy rằng là cái nền tài chính bên ngoài của nó bị ảnh hưởng nhiều bởi cái thị trường điện tử, ngoại tệ và tất cả tài sản trong nội đất nước của nó đang có một cái vấn đề và có sự chuyển dịch. Nó cảm thấy rằng là nó không kiểm soát được thì nó buộc phải cấm. Để cho nói thế để cho mọi người thấy rằng là bất cứ một cái biến động gì tăng hay giảm của cái đồng stablecoin nó sẽ là một trong những cái chỉ báo rõ ràng về cái sự ổn định, cái sự vững chắc của tiền điện tử này. Nhiều người thì sẽ không có khả năng mua cái biểu đồ CryptoQuant phải trả phí. Mình đã có để một cái link để nếu như mọi người đăng ký theo cái đường link đó thì sẽ được hình như là 35 hay 45 đô hoa bonus phần thưởng ngay khi đăng ký để có thể sử dụng nâng cấp tài khoản. Bạn nào có thể ủng hộ kênh bằng cách bấm vào đường link bên dưới. Mình biết nhiều người sẽ không mua được cái tài khoản CryptoQuant này ngay, thì hôm nay mình sẽ trình bày mọi người một cách gián tiếp để mua để theo dõi các đồng ổn định mà không mất phí. Đó là mọi người sẽ sử dụng cái CoinMarketCap và mọi người sẽ bấm giúp cho mình vào mình sẽ bấm vào đâu nhỉ, mọi người sẽ search giúp cho mình nhé. Mình sẽ chỉ cho cách nó hơi thủ công một tí. Search ví dụ như là mọi người muốn xem USDT, nó sẽ hiện ra đồng này và ta bấm vào. Sau đó ở cái phần trang web như này thì chúng ta bấm vào phần stablecoin ở góc dưới này, stablecoin. Thì nó sẽ đưa ra cho chúng ta một list các cái đồng stablecoin mà nó đang theo dõi. Và đây chúng ta để ý cái mục này ạ, market cap. Ví dụ như mình sẽ nghiên cứu cái đồng Binance đi, Binance USD đi, BUSD đi ạ, mình sẽ bấm vào nó. Và ở phần biểu đồ, chúng ta sẽ chuyển sang market cap. Đây là cái biểu đồ tăng hay giảm của đồng BUSD theo thời gian. Mọi người để ý nhé, mình có thể biệt chuyện chọn sang biểu đồ ngày để thấy rằng là đây chúng ta có thể nhìn thấy ngay thôi, trong ngày hôm nay từ 12 giờ của ngày hôm trước cho đến ngày 9 giờ ngày hôm nay thì cái số đồng BUSD đã tăng lên từ 8,6 tỷ lên đến 8,86 tỷ, là hơn 200 triệu đô mới đã được in ra. Và mình nhắc lại nhé, 200 triệu đô này được in ra là phải có 200 triệu đô ở bên ngoài bảo chứng với cả công ty Binance thì nó mới in ra được. Cũng như tương tự như vậy mọi người sẽ làm một cái đồng khác. Mình nói rằng đây có những đồng cần theo dõi là USDT này, USDC này, BUSD này, đồng DAI này. Có thể quan tâm thêm những cái đồng như Terra, TrueUSD và đồng PAX, HUSD cũng được, một vài đồng đó thôi là những cái đồng mà theo mình rằng là nó là tương đối là đồng lớn. Và nói đến đây thì mình nhìn sơ qua mình mới thấy rằng là mới có đâu đó khoảng chưa đến 100 tỷ, chỗ này chưa đến 100 tỷ đô la tính theo đồng ổn định mà thị trường chúng ta đang nhìn thấy đúng không ạ? Ở thời điểm này giá đang giảm mà tới tận 1,6 tỷ đô la. 1.600 tỷ, mình xin lỗi. Đây là 1,6 nghìn tỷ, xin lỗi, 1,6 nghìn tỷ.
1,6 nghìn tỷ market cap toàn thị trường crypto, nhưng thực tế đâu ổn định là những cái tài sản mà nó có cái bảo chứng ở đằng sau, có giá trị thật bên ngoài ấy, thì chưa đến 100 tỷ. Mọi người, nếu mà người nào mà đang tinh ý hoặc làm một chút về đó về tài chính thì thấy nó có một sự khập khiễng đúng không ạ? Và mình sẽ nói về cái vấn đề khập khiễng này ở trong thị trường điện tử liên quan gì đến việc chúng ta đầu tư lâu dài, và chúng ta cần e sợ điều gì và chuẩn bị cái điều gì ở một clip khác. Hôm nay mình chỉ nói thế thôi để mọi người là có cách theo dõi các đồng tiền này. Và chúng ta theo dõi, chúng ta theo dõi điều gì ạ? Đầu tiên là chúng ta theo dõi rằng là nó có tăng trưởng hay không. Mình có nói rồi, tăng trưởng thì tốt và giảm đi thì xấu. Khi giảm đi có nghĩa rằng là các tổ chức nó sẽ đưa những cái đồng ổn định này trở về các công ty kia và nó kết thúc hợp đồng. Tôi giả cho ông đồng ổn định, ông giả cho tôi tài sản. Đó, nó sẽ làm cái việc ấy, tức là nó đang rút tiền ra khỏi tiền điện tử. Bỏ vào đâu thì mình không biết, nhưng mà cứ rút tiền ra là mình nghe thì không vui rồi. Vì vậy nếu như chúng ta thấy là hàng ngày, tính theo giờ, tính theo ngày mà đồng ổn định nó cứ liên tục tăng lên, thì một phần nào đó, mình chỉ nói đây không phải lời khuyên đầu tư nhé, đây chỉ là góc nhìn của mình thôi, thì một phần nào đó chúng ta có thể kỳ vọng rằng là thị trường nó còn sẽ tiếp tục tiếp diễn phát tăng trưởng tiếp, phát triển tiếp. Hoặc ít ra chúng ta có thể nghĩ rằng là gì, à ít nhất vẫn còn những người giống như chúng ta bỏ tiền vào trong này. Và nếu như mà thị trường nó có sập thì tất nhiên những người mà đang bỏ rất nhiều tiền vào đây, người ta sẽ có muốn sập không ạ? Trừ những khi là cái cú sập đấy là cú sập thao túng, cú sập mà người ta mong muốn là sập để gom hàng hay để một lý do gì đó. Còn phần lớn những người đang bỏ tiền vào đây thì chỉ muốn tăng thôi. Và khi nó sập thì những cái thằng tay chơi cá mập, những thằng nào đang bị có vấn đề kẹt giá, nó sẽ tạo ra những cái vùng bảo vệ giá. Ví dụ như là mình để ý thời gian gần đây là liên tục, mấy ngày gần đây mình có up trên Facebook cá nhân, là mình thấy đồng tiền nó đưa ra rất nhiều. Và gián tiếp với nó thì mình thấy là Bitcoin nó tạo được một cái nền giá ở vùng 33.000. Mình thấy đưa ra liên tục. Và khi mà các quỹ nó cứ tạo một cái nền giá bảo vệ cái vùng này đủ lâu thì nó trở thành một cái vùng hỗ trợ rất là cứng. Mà có một vùng hỗ trợ cứng ở bên dưới thì cái đà tăng lên là nó sẽ ổn định và nó sẽ hiệu quả hơn. Đó là những cái gì mà mình muốn nói về thị trường, về đồng ổn định của ngày hôm nay. Nếu mà mọi người thấy hay thì hãy để lại cho mình một like, một subscribe hoặc share về kênh cá nhân hoặc share cho bạn bè. Mình rất là mong kênh của mình nó có nhiều người theo dõi, nhiều người biết đến hơn. Mặc dù hiện tại thì mình đã rất là vui rồi, nhưng mà mình mong muốn ai cũng thế thôi đúng không ạ? Mong muốn rằng là cái công sức mà mình bỏ ra thì nó sẽ có được nhiều người biết tới, giúp được cho nhiều người, thì mình sẽ có động lực làm nhiều cái clip hay hơn, giá trị hơn, bổ ích hơn. Nếu bạn nào có những cái góp ý gì về trong nội dung của kênh thì hãy cứ để lại comment thẳng vào đây. Nếu mình sai thì mình sẽ cập nhật nhé. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hẹn lại gặp.